Khán giả Huỳnh Văn Linh, số điện thoại 0375, 3 số cuối là 627 ở Kon Tum, có hỏi như sau. Đàn có 30 con bò, trong đó có 2 con đang mang thai 1 tháng, 1 con đang mang thai 5 tháng. Hiện muốn làm vaccine viêm da nổi cục cho cả đàn. Hỏi những con mang thai mà làm vaccine thì liệu có ảnh hưởng gì hay không? Xin mời tiến sĩ Vũ Ngọc Sơn ạ. Theo quan điểm của tôi thì đây là cái bệnh mới. Bệnh này là bệnh do virus. Mà nếu đã nhiễm là chúng ta chỉ có thải bỏ thôi, chứ không được làm thịt này, cũng không được xuất bán này. Đấy. Mà trong tình trạng nếu như bò của bạn mang thai nhưng mà vẫn là trong tình trạng coi như là lành tính, chưa nhiễm bệnh, thì quan điểm của tôi là phải tiêm phòng. Đấy. Phải tiêm phòng. Thì trong quá trình tiêm phòng thì nó sẽ xảy ra hai trường hợp. Nếu như thai an toàn thì rất là tốt. Còn nếu mà trong trường hợp mà thai mới mà nó có thể xảy thì cái chuyện xảy nó là bình thường. Nhưng mà bò mẹ các bạn giữ được thì cái việc phối giống cho bò mẹ tiếp tục để có con lần hai. Còn nếu như bạn bây giờ bạn tránh, bạn không tiêm phòng thì giả sử con bò mẹ nó bị bệnh, tôi nghĩ là mình mất con bò rồi thì làm gì còn có con bò con nữa. Cho nên là chúng ta phải tiêm phòng. Và tiêm phòng là số 1, không có lựa chọn nào khác. Và đây là giải pháp tích cực nhất và giải pháp coi như là hữu hiệu nhất, giải pháp căn cơ nhất. Xin bạn lưu ý. Và một cái lưu ý thứ hai, tức là khi tiêm phòng thì bạn phải đến các cơ quan thú y của địa phương bạn tiếp nhận vaccine, vì đây mới là cái nơi mà cái nguồn vaccine nó đảm bảo cái chất lượng tốt nhất. Và cái thứ ba là bạn sẽ nhận được cái tư vấn hỗ trợ kịp thời của các cán bộ trực tiếp tại địa phương, thì người ta sẽ trao đổi với bạn cái cách xử lý nếu như đàn bò của bạn nó có vấn đề gì thì nó sẽ tốt. Chúng tôi ở xa thì chịu. Xin cảm ơn. Dạ vâng, xin cảm ơn chuyên gia Vũ Ngọc Sơn. Câu hỏi tiếp theo đến từ khán giả Lê Quốc Việt, số điện thoại 0356, 3 số cuối là 461 ở Tiền Hải, Thái Bình, có hỏi như sau. Cây mít trồng từ hạt được 5 đến 6 năm, cây bắt đầu bói quả từ năm trước, nhưng cả năm trước và năm nay thì cây đều có hiện tượng là không chín, quả không chín và không có mùi vị. Trên cây thì không có biểu hiện gì khác thường, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Xin mời chuyên gia Tống Khiêm ạ. Vâng, câu hỏi này cũng hơi lạ, tức là cây quả nó lại không chín, đúng không? Dạ. Đấy. Thế nhưng mà tôi phải nói một cái là này để bác nắm, tức là ngày nay thì ít khi người ta trồng bằng hạt lắm. Trồng bằng hạt thì nó có mấy cái tác dụng mà không có mong đợi. Thứ nhất là phải đến 4, 5 năm, thậm chí 6, 7 năm nó mới ra được quả. Đấy, như bác nói đấy. Trong khi đó nếu mà trồng bằng ghép hoặc chiết thì một năm đã có quả rồi. Cái thứ hai là gì? Nó không mang đặc tính, sau này nó có quả chăng nữa, nó không mang đặc tính của cây mẹ. Ví dụ bác thấy là cây mẹ mít ăn rất ngon đúng không? Thì bác mới dùng cái hạt đó, bác trồng. Thế thì thường là nó là không mang cái đặc tính của mẹ đâu. Đấy. Chỉ có khi ghép hoặc là khi chiết thì là coi giữ nguyên cái đặc tính tốt, ví dụ ngọt này, thơm này, đấy, của cây mẹ. Thế còn thì cái này nó sẵn sàng nó bị lay động về di truyền, nó thay đổi theo môi trường. Nếu mà chăm sóc tốt, nếu điều kiện khí hậu tốt thì như vậy là có khả năng nó giữ được cái đặc tính của mẹ. Thế nhưng mà trong trường hợp mà không đúng quy trình thì có khi là nó như bác nói đó, không có mùi này. Cái hiện tượng mà mít bây giờ lại không có mùi thì lạ lắm. Tôi cho là rất là lạ. Cho nên bác nên là sau này bác nên là trồng thì phải trồng là bằng cây chiết hoặc cây ghép. Thế còn thì cái khả năng mà bây giờ chúng tôi hỗ trợ bác về kỹ thuật để mà nó trở lại mùi vị thì không có, khả năng đấy là rất ít. Bởi vì nó là đặc điểm của nó ngay từ bắt đầu ra quả nó đã bị mất cái tính của mẹ rồi. Thế tuy nhiên tôi cũng khuyên bác là thế này, là bác bây giờ nó mới có là 5 năm đúng không? Thì bác hàng năm bác bón cho tôi 50 cho đến 70 cân phân chuồng hoa mục. Thậm chí nếu nhiều hơn được thì không cần bón đạm lân kali nữa, chỉ cần bón nhiều phân chuồng hoa mục mà nó vẫn ra quả không mùi vị, không ngọt, rồi là chín không chín vân vân, thì chứng tỏ là bác chặt đi, bác bỏ cây đi thì bác nên trồng cây khác. Đấy. Chứ không có khả năng là cải tạo bằng cái gọi là kỹ thuật được. Thì đấy là bác lưu ý cho tôi, cái trồng bằng hạt nó khác hẳn trồng bằng cái ghép hoặc bằng chiết. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia Tống Khiêm. Câu hỏi tiếp theo mà chúng tôi nhận được đến từ khán giả Nguyễn Bá Hoan, số điện thoại 0988, 3 số cuối là 260 ở Lạng Sơn, có hỏi như sau. Lợn nái vừa đẻ con được 15 ngày thì có hiện tượng bỏ ăn và nóng sốt ngoài da bình thường, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục.
Xin mời chuyên gia Vũ Ngọc Sơn ạ. Vâng, thưa anh Hoan, mà xử lý cái con lợn mẹ này mà để cho nó hồi phục trở lại, nó có sữa cho con bú cũng là một vấn đề phải tính toán rất là kỹ. Bây giờ thì chúng ta cần phải chẩn đoán lại con lợn này xem nó có bị nhiễm bệnh không. Nếu nó nhiễm bệnh truyền nhiễm thì chúng ta phải điều trị. Còn nếu nó không nhiễm bệnh truyền nhiễm thì nó thuộc về thời tiết, thì chúng ta sẽ can thiệp bằng cách thời tiết thôi. Cho nên nó sẽ lệ thuộc vào, anh sẽ cung cấp cho chúng tôi những cái dữ liệu cho con lợn nái. Nhưng vì những cái điều kiện dữ liệu của con lợn nái này nó không đủ, cho nên chúng tôi có thể đưa ra hai cái phương án. Nếu như nó là bệnh truyền nhiễm thì cái việc nóng sốt nó chưa đủ để khẳng định nó là bệnh gì, cho nên anh cần phải nghiên cứu thêm xem rằng là như cái câu hỏi của lúc đầu tôi vừa trao đổi đấy, thì anh phải xem xét kỹ. Đấy, nếu nó bỏ ăn, người nó đỏ rực lên, có hiện tượng tức là khó thở, nóng sốt và cặp nhiệt độ, nếu sốt 40 độ thì chúng ta khẳng định nó là bệnh tụ huyết trùng, chúng ta phải tiêm tụ huyết trùng. Thứ hai, nếu tức là trên da mà nó có những hiện tượng là ho rồi kết hợp với lại các nốt sốt huyết đấy, với mũi chảy nước, thì chúng ta đây là bệnh viêm phổi do Actinobacillus, ta phải tiêm Ceftiofur. Thứ ba đấy, tức là nếu như trường hợp mà nó có những cái nốt tròn, nốt to đấy, thì chúng ta nghi đóng dấu thì chúng ta phải tiêm penicillin. Còn nếu mà nó cứ lửng rửng mà nó lúc ăn lúc không mà nó cứ sốt xong nó đấy mà phân táo mà màng giả thì không cẩn thận là bị dịch tả. Đấy, nó có rất nhiều những cái triệu chứng nó phải đi kèm theo, chứ sốt với bỏ ăn nó chả nói lên được điều gì nhiều lắm, thì anh phải căn cứ chẩn đoán. Còn nếu nó không có những cái như tôi nói thì xin chúc mừng anh, thì chúng ta nghĩ đến là nó là nóng quá, thì có thể là con lợn nó bị cảm nóng, vì nó có cảm nóng chứ. Đấy, nó có cảm nóng chứ. Đấy, nhiệt độ 41, 42 độ hoặc là 38 độ mà đối với lợn đang mang thai như vậy, nó ăn nhiều, chuồng lại không có điều kiện chống nóng tốt, thì chắc chắn nó sẽ bị nóng. Thì trong trường hợp như thế thì chúng ta sẽ can thiệp chống nóng. Thì và khi nó bị sốt thì nó cũng sẽ bỏ ăn và nhiệt độ nó cũng tăng lên, nhưng nó sẽ không tăng như là cái nhiệt độ như là sốt truyền nhiễm, nó chỉ dừng ở cái mức độ 40 độ quay trở lại thôi. Thì bạn sẽ phải can thiệp cho chúng tôi hai phương án. Phương án thứ nhất tức là đối với mẹ thì sẽ cho uống nước thỏa mãn, cho uống nước thỏa mãn nhé, nhưng trong nước đó là phải pha glucocase, pha điện giải, rồi tiêm cho mẹ các cái mũi trợ sức trợ lực như là caffeine B1 hoặc là B-complex. Đấy là đối với mẹ. Đấy, rồi nó sẽ ăn, thì khi nó hết sốt nó sẽ ăn. Tuyệt đối không được tắm. Đấy, rồi là can thiệp bằng các cái biện pháp tức là che nắng để cho giảm nhiệt ở trong chuồng đi. Thế còn đối với con thì bây giờ nó đã được 15 ngày rồi, thì bạn sẽ mua thức ăn tập ăn về cho lợn con ăn, và con lợn con nó sẽ không bú được. Đấy, lúc này nó hết cái giai đoạn bú rồi, hoặc là nó muốn bú nhưng mẹ nó chẳng có sữa, thì bạn sẽ mua cái máng tập ăn, bạn giải cái thức ăn và tập ăn, thì nó đói nó sẽ ăn, và trong thức ăn này nó sẽ đáp ứng được đủ dinh dưỡng, thì miễn là nó ăn được và nó sẽ ăn tăng dần lên, cho nên sẽ không chết. Đối với lợn thì lợn con là mình không sợ, nhưng bây giờ chúng ta phải quan tâm nhiều đến con lợn mẹ. Thì đấy, chỉ có cách làm như vậy thì nó sẽ tích cực, và trong quá trình làm thì nó có khó khăn gì thì anh trao đổi với chúng tôi, thì chúng tôi sẽ bổ sung thêm. Dạ vâng, xin cảm ơn chuyên gia Vũ Ngọc Sơn.